Xin chào mọi người và nhất là các anh các chị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các anh các chị về vận hạn 6 tháng cuối năm của năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các anh các chị. Nói chung là các anh các chị vừa trải qua cái giai đoạn mà gọi là nhiều khó khăn từ năm 26 đến bây giờ. Tuy là năm 2018 Giáp hợp kỷ rồi dần dưới hợi là lục hợp nhưng mà vẫn không thấy nhiều tín hiệu tích cực, cho nên là rời qua sang năm nay thì các anh các chị lại bị thiên can chữ canh nó khắc chữ giáp của mình, cho nên là công việc gặp khá nhiều khó khăn và bất lợi. Thời vì bây giờ mình đã bước được tới tháng 5 rồi, kết thúc tháng 5 rồi, tới tháng 6 rồi, thì thử xem coi những cái vận hạn sắp tới nó sẽ ra sao. Trong cái phần này thì mình sẽ trước hết mình sẽ phải chia sẻ lại với các anh các chị về cái kiến thức cơ bản về tử vi của năm nay đối với tuổi Giáp Dần cả nam lẫn nữ mạng, để sau đó mình ứng dụng vào cái phần còn lại của những tháng cuối năm để mà có cái vận hạn nó như thế nào. Mình cũng xin nhắc lại với mọi người rằng đây là kiến thức tử vi, không phải cái gì của mình cả. Mình chỉ đặt nó, học nó ở quyển sách này, quyển sách kia và mình tổng hợp với nhiều cái kiến thức để mình chia sẻ với mọi người, để mọi người có được cái gọi là cái thông tin cơ bản về những cái điều mà sắp xảy ra, để mình biết mình cương hay nhu ở trong công việc làm ăn. Chứ còn không phải đơn giản các anh chị Giáp Dần thì thường chữ giáp là lớn mạng nè, dần thì thêm cái sự hung dữ của một cái chú sơn lâm nữa, cho nên là nếu mà để các anh các chị mà tuổi Giáp Dần này tin tưởng và ứng dụng một cái gì đó mà mang tính tâm linh, không phải là đơn giản, đặc biệt là lớn mạng với cái biệt tài là thích nắm quân nắm quyền, thích tỏ ra mình là một cái người quan trọng, điều khiển người khác, có số có người để sai. Trở lại với cái việc chính, chứ nói một hồi nó đi vòng vòng mà tới sáng nay luôn. Đầu tiên hết á là người mà Giáp Dần thì mệnh là mệnh đại khê thủy, thì nếu mà đại khê thủy thì nằm một gặp năm Canh Tý là một năm thổ, như vậy bổn mạng bị thổ khắc thủy, bổn mạng bị năm khắc xấu, chủ về đau ớt, công việc thì gặp nhiều khó khăn, do mà bổn mạng mà khắc năm bị năm khắc thì là phúc tinh và tài tinh ở trong cái tử vi của mình nó sẽ suy yếu, phá và bại tinh nó hoàn thành rất là lớn. Nam thì sao thổ tú, đem lại rối rắm nạn tai, nữ thì sao vân hớp, cũng chủ về rối rắm nạn tai, công việc thì làm ăn thì ở mức trung bình yếu. Vận niên thì cả hai là vận niên trư phùng hỏa, là một cái trong những cái vận niên khó khăn, lúc nào cũng cảm thấy nóng nảy khó chịu. Rồi hạn nữ mạng thì hạn ngũ mộ, người ta nói hạn gặp hạn ngũ mộ mà nữ thì dễ hao tài mất của, còn hạn ngũ mộ của nam á, thì đỡ đần hơn một tí xíu. Rồi thiên can thì như đã nói, chữ canh khắc chữ giáp, thiên can bị năm khắc, người ta nói là công việc tài lộc rất dễ vào cái việc bế tắc, lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn cực kỳ. Đa phần những người Giáp Dần thì nói là như vậy, thường thì 80-80% là các anh các chị thích mở ra kinh doanh, thích tự làm chủ bản thân, và một năm thiên vận xấu như thế này, dịch bệnh này kia ảnh hưởng tới nền kinh tế thì chắc chắn là những người đi phát lương như các anh các chị sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Rồi địa chi thì Dần với Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, như vậy thì gia đạo tình cảm không phải là vấn đề lớn của các anh các chị ở trong năm nay. Đó là những cái tử vi nhìn về mặt ở bên ngoài cho tổng năm. Thì bây giờ dặn vào cả những tháng còn lại của năm Canh Tý năm 2020 thì đầu tháng đầu tiên là tháng Giáp Dần, tháng Giáp Thân, tháng 7 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng này thì nhiều người vẫn nói là tháng cô hồn, nhưng đó là đối với Phật giáo thôi, chứ còn đối với Thiên Chúa giáo tháng này không phải tháng cô hồn, chỉ là một cái tháng 7 bình thường ha. Rồi tháng Giáp Thân thì thuộc thủy, như vậy mệnh là thủy, gặp thủy là đồng hàng bổn mạng sức khỏe của tháng này không có vấn đề. Rồi thiên can chữ giáp của Giáp Thân với chữ giáp của Giáp Dần là đồng hàng, công việc
tại lộc tương đối tốt đẹp, không có vấn đề gì nhiều. Tuy nhiên địa chi thì không tốt đẹp. Thì sao? Vì dần thân, dần thân ở sát nhau trong cái bộ tứ hành xung thì nó là lục xung. Mà lục xung thì là dấu hiệu của nhiều cái rắc rối, không chỉ cho gia đạo tình cảm đâu, mà đôi khi nó còn là sự chống phá, gặp những cái điều không tốt đẹp, gặp cái tiểu nhân ở trong cái công việc của mình. Cho nên là đặc biệt là các chị gái dướng cái hạn ngũ ngộ hao tài mất của thì coi chừng đối tác, hoặc là những cái chị anh chị mà làm trong cơ quan rồi công chức rồi đó, thì cẩn thận bị tiểu nhân đâm sâu lưng gây ra khó khăn ở trong công việc. Đó là tháng 7. Tiếp theo là tháng 8 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 8 là tháng Ất Dậu, mà tháng Ất Dậu thì là một tháng thủy. Như vậy không khác gì tháng 7 với thủy đồng hành bổ mạng sức khỏe tốt. Thiên can thì chữ Giáp với chữ Ất là không xung không hợp là về mặt tử vi. Năm âm ngũ hành của Giáp Ất thì đều là mộc, cho nên là công việc tài lộc của trong cái tháng này cũng không có gặp nhiều chuyện quá xấu đâu, cũng đừng quá lo lắng. Thiên can dần với Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nhau. Như vậy thì là tốt. Ok, đó là nè ha. Rồi, đó là cái tháng 8 có tín hiệu tốt hơn tháng 7 vì nó không có phải gặp địa chi lục xung. Rồi, tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Mà tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất, là một tháng thổ. Tháng thổ của năm thổ, mình mệnh thủy là bổn mạng bị tháng khắc năm khắc. Bổn mạng tháng khắc bổn mệnh, bổn mạng không tốt, cẩn thận sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn phạm thân có thể xảy ra, việc xấu đối với bản thân của mình, đặc biệt với nam hạn, cho nên là cẩn thận. Rồi, khi mà tháng nó khắc bổn mạng của mình như vậy, phúc tinh và tài tinh gần như là không, tại vì năm đã khắc rồi, bây giờ tháng khắc nữa thì phá và tài tinh ở trong mệnh của mình hoàn thành rất là lớn. Mà đặc biệt là các cái sao chủ Vân Hớn và Thổ Tú của cả nam cũng nữ mạng thì nó sẽ phát huy hết cái sự khó khăn, hết phá và bại tinh của nó ha. Thì coi chừng cẩn thận. Thiên can đinh giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Đinh nạp âm ngũ hành là hỏa, giáp là mộc. Như vậy thì nạp âm ngũ hành là sinh xuất, rất dễ gây hao tốn nhưng không quá lớn, hoặc là nằm trong cái suy toán suy tính của mình. Đó là thêm cái hạn ngũ ngộ thì các anh các chị cẩn thận, nó suy hao tài lộc ở trong cái tháng 9 này. Bính giáp chứ không phải là nữa. Rồi, địa chi dần tuất thuộc nhóm tam hợp dần thọ tuất. Đây là dấu hiệu của cái sự may mắn trong gia đạo tốt đẹp. Khi mà có cái tam hợp này thì trong công việc nó cũng có đôi chút được lợi, dễ gặp người tốt, quý nhân giúp đỡ mình ở trong cái việc mà có quan hệ xã hội, quan hệ trong công việc ha. Rồi, tiếp tục là tháng 10 của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 10 là tháng Đinh Hợi, tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng thì tháng 9 với tháng 10 là giống nhau, với thổ của năm khắc thủy và bây giờ thổ của tháng khắc thủy. Bổ mạng và sức khỏe không tốt, cẩn thận sức khỏe, đề phòng tai nạn phạm thân. Đó là những cái gì mà mình phải để ý cho mọi người. Thiên can đinh giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như tháng 9 với bính giáp, là bính đinh thì thuộc hỏa, giáp ất thì thuộc mộc, cho nên là đạo âm ngũ hành là sinh xuất, dễ si hao tài lộc ha. Rồi, địa chi thì tháng 10 tốt hơn tháng 9. Vì sao? Vì địa chi hợi dần, người ta nói dần thân tỵ hợi. Nhiều người không nghĩ là đây là bộ tứ hành xung, nhưng dần với hợi thực chất ra là nằm trong bộ tứ hành xung nhưng cũng là một hợp. Cho nên gia đạo tình cảm có thể sẽ có nhiều an vui, và khi có lục hợp thì nó sẽ tương trợ ngược lên cho cái việc mà tài lộc và cái công việc của mình. Lục hợp mà phải có nhiều cái hợp hơn là tam hợp chứ, đúng không? Rồi, tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Mà tháng 11 năm
là tháng Mậu Tý, tháng Tý của năm Tý. À, cho nên là xem cái tháng Tý này nó sao. À, tháng Mậu Tý thì chắc chắn là một tháng hỏa. Như vậy, xét về tuần mạng là thủy của các anh các chị khắc hỏa. A à, là bản mệnh khắc tháng, sức khỏe và bổn mạng suy hao, cần cẩn trọng những cái tai nạn, bệnh nạn nhẹ. Rồi, thiên can thì không, cực kỳ không tốt đẹp. Với chữ giáp, nó khắc chữ mậu. À, thiên can khắc tháng, công việc tài lộc dễ gặp những chuyện khó khăn về cẩn thận tiểu nhân quấy phá. Nhưng mà nên nhớ là mình chữ giáp khắc chữ mậu, cho nên là có thể là khó khăn nhưng mà mình vẫn còn có hướng mà gọi là giải quyết mà khống chế nó. À, đó là một cái điều tích cực. Rồi, địa chi dần Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung hợp nhau. Như vậy gia đạo tình cảm tiếp tục là một tháng không có việc gì trong phá nhiều, nhưng không tốt đẹp bằng cái tháng 9 và tháng 10 ha. Rồi, tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, tháng Chạp, tức là tháng 12 âm lịch, là tháng Kỷ Sửu. À, tháng Kỷ Sửu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy là tháng 11 với tháng 12 là giống nhau về bổn mạng, khi thủy khắc hỏa là tháng khắc, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe suy hao, cần cẩn trọng những cái bệnh nạn nhẹ ha. Đó là giống nhau. Rồi, thiên can là rất tốt đẹp. Tháng này là tháng coi như là gom bi của người Giáp Dần. Vì sao? Vì chữ giáp của các anh các chị sẽ hợp chữ kỷ. Thiên can thuộc ngũ hợp, thường thì rất là tốt đẹp ở trong cái công việc tài lộc, mọi thứ rất là hanh thông. À, đây là cái điều mà ngon lành nè. Đó, thôi kệ nó, nguyên năm cực khổ gì làm và suy hao tài lộc ở như tháng 9, tháng 10 tốt về địa chi nhưng vẫn suy hao tài lộc của mình. Nhưng tới tháng 12 gom lại là được, gom lại chi để ăn Tết ha, bắt đầu cái năm mới tốt đẹp. Địa chi dần với Sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy gia đạo tình cảm của tháng 12 tốt đẹp, không có gì chống phá, không có gì phải đắn đo suy nghĩ. À, như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ cái kiến thức cơ bản về cái vận trình của 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với các anh các chị thuộc Giáp Dần. Bên cạnh những điều tích cực ở cái tháng 9, tháng 10 thì cũng có những điều không tích cực cho lắm ở những cái tháng như là tháng 7 với lục xung ở địa chi. Hy vọng rằng đây là cái hành trang nhỏ giúp các anh các chị biết được là mình nên cương hay nhu ở cái thời điểm nào trong năm nay để có một năm gọi là dù bị thiên can khắc tương khắc năm tương khắc mình nhưng mà vẫn có được những cái thành công tương đối, không có đi đến thất bại. Nếu mà các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là con cái, người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.